Hello mọi người. Rồi đang ngồi nhặt rau mọi người ạ. Đúng mọi người biết nhặt rau để làm gì? Nhặt rau để quay YouTube. Mà quay YouTube ngày hôm nay, tập hôm nay thì có gì hay thì chắc là mọi người thích. Bởi vì em biết là mọi người rất thích em làm điều này. Thì mọi người đón xem nhá. Đón xem nó là cái gì nhá. Thật sự cái này thì rất nhiều người thích vợ chồng em làm về vấn đề này. Mọi người cũng comment rất nhiều. Mọi người comment rất nhiều về làm cái tập như này. Thế là hôm nay em với cả bạn em, thằng bạn gọi là bắt chuồn chuồn dưới mưa với nhau đấy. Quay tập này em bạn xuống. Tí nữa là cả vợ em xuống. Và đợi em làm xong này. Chào là nghe đồn cái nước chấm Thiên An Food này rất là ngon. Nên là hôm nay đặt test thử xem như nào. Thì tay phải đang là muối chấm ớt đỏ. Còn cái này là ớt xanh. Cái này thì chỉ chấm gà, còn cái này chấm hải sản. Biết không? Không biết à? Thì cứ test của hai, cái nào ngon đấy nhé. Ok. Đấy, mở cái này đi xem nào. Đấy. Rất là đặc. Đặc đấy. Mình không biết là như nào đây. Đưa đi. Rồi. Đấy, nó phải nhúng một phát, nó phải bỉm, ăn là mới ngon. Đây. Nha, vợ ăn cái nào? Vợ ăn phần nào? Chín chưa chứ? Chín rồi, gà phải chín. Cái bên lắm. Sông Lam. Lấy cái gì? Gà đen. Gà đen này là mắc money, hiểu không? Thế bên vợ ăn phần nào? Ăn phần nào? Ăn phần đầu hay là phần cánh hay phần đùi? Đùi nhá, làm đùi nhá. Ok, làm đùi. Nóng à? Ăn được rồi. Nóng à? Nóng bình thường, ít. Cháy đi. Để thế. Thôi mời cả nhà nhá, test nhá. Test nước mắm ớt đỏ chưa? Nước mắm để chấm hải sản. Giờ vẫn cứ test thịt gà hay sao, biết đâu. Chua. Chua. Này chấm hải sản ngon hơn. Phải thằng mai mua. Ăn có ớt à? Phong để vào để cho anh cái gì? Một bát nữa, ba con. Vào là đi đi thêm thịt gà đang ngon. Gà đen này ăn chấm ngon được không? Gà đen ngon không? Ngon. Ngon. Chấm hết luôn. Ăn cái này phải hai con mới đủ. Phải mỗi vợ chồng một con. Nhé. Mỗi vợ chồng một con thì mới đủ được. Mm-hmm.
Thịt gà thì ngon rồi, nhưng mà chấm thêm quả nước chấm của Thiên An Food này nữa thì tuyệt cú mèo luôn. Nó chua chua cay cay, đậm vị. Chấm hết luôn. Ăn không? Cái nước mắm chanh này thì chỉ chấm hải sản thôi. Muối chanh. Còn muối chanh là gì chấm hải sản? Nhưng mà ở đây cay hơn. Ở đây cay hơn. Ở đây không cay. Ở đây cay nhưng cay ít. Cay nhiều. Cái này cay nhiều hơn. Còn cái đỏ này thì cay ít hơn mọi người. Nhưng mình ăn là mình phải ăn thêm ớt. Em cho một bạn này. Ăn đi. Mua chanh được chấm lại tốn thêm con gà. Mua chai nước chấm thì tốn thêm con gà vậy ạ. Nhưng mà cứ vào miệng như này là cứ tốn cũng được không sao ạ. Nào cánh chân này. Camera men có làm gì không? Tí nữa. Cảm ơn không mới. Ngon không? Ngon. Để mà công tâm nha. Bạn ơi. Bạn ơi bạn làm miếng ấy, cho tôi xin đánh giá. Thế nào? Thế nào sẽ như nào? Đấy, bạn thích bộ phận nào thì bạn bù bộ phận đấy. Nào phải lưng à? Lưng. Mời mọi người nhá. Mọi người ai? Bạn cho tôi xin đánh giá đi. Nó cứ gọi là ngon mà. Hết nước chấm à? Hết nước chấm. Gọi là hết nước chấm. Nhiều cái nhẹ á. Nhưng mà gà mua ở đâu đấy? À, gà nhà đấy, gà nhà nuôi và đơn giản, không có mua đâu bạn. Gà của mẹ. Đúng rồi. Đấy, có lọ nước chấm mất ngay con gà của mẹ. Cái này phải đi thịt con nữa. Ôi. Mọi người hãy bảo vợ chồng em làm video búc băng, hôm nay búc băng luôn. Nhưng mà em nghĩ là chưa chắc đã ngon đâu. Ngon chứ. Chưa, em đã thử đâu mà biết. Thì mày bảo mày thử thì mày cũng thử. Em mới thử em mới biết được chứ. Đây để em thử này. Đây mới công tâm này mà nói là đây mà công tâm này. Nhưng mà phải nói là ngon thật không ạ? À? Chắc không? Nè. Rồi, đây. Xin nha. 5 lít. 5 lít. Là rõ. Đây này kẹp một miếng rau sống nữa ăn này. Kẹp rau sống ăn này. Đứt đôi người luôn. Hết nước chấm. Anh ạ, hình như em chấm hơi ít hay sao em chưa thấy vị gì. Chắc là phải chấm lại. Chưa thấy vị gì cả. Chắc phải chấm thêm miếng nữa xem. Cái này chấm lút lút. Chấm lút lút một tí. Chấm nhạt quá, chưa thấy vị gì.
Ôi giời. Ôi giời. Nó đi ăn gà. Ồ giời. Gì vậy? Mắc ca. Ôi. VIP thật. Mắc ca mang đi Indo. Đứa con chị này này. Không mua nhỏ này chị. Để con nhỏ thì người ta mua cho lợn to. Mua lợn to. Mua lợn to. Mang đi giải nhá. Nhiều quá thế để Hải Phong, nhiều quá cho Hải Phong. Cho ăn đi chị. Ăn. Nhiều quá đó Hải Phong. Ăn xin hết. Nhè. Hôm nay phải chơi nhá. Chơi nào. Nhưng mà ngon anh ạ. Ngon. Ngon quá. Nhìn thấy cái xe, cái nhà chưa về. Chị mình cũng mấy vừa ăn cái xúc xích xong. Vâng. Con ra nó bình lên. Không bình rồi. Đây bên tay trái đi. Đấy, đá nó tủ lạnh. Cứ tự nhiên như ở nhà đi chị. Tầm này đang ăn thì đây thì đừng nói một cái gì hết. Đừng sai một cái gì hết. Tầm này đang ăn thì cứ sao mà được. Đang vào cầu ăn thì cứ sai. Đang bon mồm hả? Chị cứ đợi tí em ăn xong em lấy không? Quay đâu? Trên nhà. Ngủ. Không, ngủ. Chơi. Chơi với ai? Mẹ Vân. Bóng đâu? Bóng đi học. Đi học. Con để xe ở chỗ đầu ngõ này được không bỏ? Vâng. Áp sát là chỗ cây gây đóng gạch ấy. Hên xui. Hên xui ạ? Nào quá. Mọi người muốn vợ chúng em bụng ba cái gì nữa thì mọi người comment nhá. Giảm cân. Hả? Giảm cân. Trông ở đây không? Đúng rồi. Tim. Gan. Tim. Đây là gan. Rồi đấy là tim. Mọi người muốn vợ chồng em cúc ba cái gì nữa thì mọi người comment nhé. Và vợ chồng em cúc ba thì mọi người xem luôn. Đấy, lưng bẩn. Thích. Ná nhích. Má đói. Từ hạ ăn. Cái bệnh của mình tài này. Không ăn thì đói, mà ăn vào thì no. Không ăn à? Cứ ăn. Ngon ấy, không biết cái gì. Thật không biết cái gì. Rồi xem video mọi người nhớ like, subscribe, chia sẻ và thả tim. Ăn muốn vợ chồng em bụng ba cái gì nữa thì mọi người comment cho mọi người. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhé. Hết con gà, đánh bay con gà rồi. Bay rồi, hết rồi.